Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư với chủ đề Tầm soát ung thư cổ tử cung ngày hôm nay với sự tham gia của 120 hội viên phụ nữ huyện Yên Lạc. Tại hội nghị, các hội viên phụ nữ đã được tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa của việc tầm soát định kỳ ung thư cổ tử cung, các phương pháp tầm soát hiện hành, đặc biệt là phương pháp xét nghiệm HPV DNA đầu tay đơn lẻ do Tổ chức Y tế Thế giới FDA Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo. Theo khuyến cáo của các bác sĩ tại chương trình, ung thư vú, ung thư cổ tử cung là bệnh thường gặp nhất ở phụ nữ và có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, bệnh có tỷ lệ chữa khỏi lên đến 90% nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Vì vậy, việc khám tầm soát, phát hiện sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị cao, chi phí điều trị thấp và tỷ lệ chữa khỏi cao.